chào tất cả các bạn. Các bạn có khỏe không? Các bạn ơi, Thư mới từ Việt Nam trở về Mỹ được 4 ngày các bạn. Thì hôm nay Thư xin chia sẻ đến các bạn hai cái đề tài mà Thư nghĩ là đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay đó. Đề tài thứ nhất đó là về cái dịch cúm corona. Cái đề tài thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là những cái lời đồn về cái vấn đề mà bị trục xuất khỏi nước Mỹ khi mà mình đem hàng hóa thực phẩm từ Việt Nam hay là từ nước ngoài khi mà mình nhập cảnh vô nước Mỹ á các bạn. Thì xin mời các bạn cùng lắng nghe Thư ngày hôm nay nha. Cái đề tài đầu tiên tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay là về cái cúm corona. Thì giống như là trên báo đài cũng như là trên rất là nhiều cái phương tiện truyền thông á, thì ai cũng rất là lo ngại về vấn đề là từ Việt Nam hoặc là từ các nước châu Á khi mà mình nhập cảnh vô nước Mỹ á, thì sẽ bị nước Mỹ, cái cục hải quan họ kiểm tra rất là nghiêm ngặt, cũng như là họ khám xét rất là kỹ khi mà mình nhập cảnh vô nước Mỹ á. Thì Thư thấy cái đó là không có các bạn. Thư không có biết là những cái cửa khẩu như là sân bay Cali hay là những cái sân bay bên những cái tiểu bang khác, sân bay quốc tế thì họ có kiểm tra hay không thì Thư không biết. Nhưng mà Thư mới từ Việt Nam bay qua Mỹ cách đây có 4 ngày thôi, thì Thư không có bị kiểm tra về cái thân nhiệt, coi như là bất cứ một cái gì không có bị kiểm tra gì hết đó các bạn. Thì cho nên Thư chia sẻ là các bạn đừng có quá lo lắng. Nếu mà bạn nào mà còn đang ở bên Việt Nam á, thì mình cứ đáp chuyến bay đi qua Mỹ bình thường thôi các bạn. Thư thấy không có ai kiểm tra gì về thân nhiệt, cũng như là làm khó dễ, mất thời gian mình lâu ở sân bay bên Mỹ đâu các bạn ơi. Đừng có lo nha. Nhưng mà họ không có kiểm tra thân nhiệt, nhưng mà họ cũng có hỏi là mình có đi qua nước Trung Quốc du lịch trong vòng 14 ngày hay không. Nếu mà có thì họ sẽ làm một cái thủ tục gì đó thì Thư không biết. Nhưng mà Thư được hỏi là Thư có đi du lịch qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày không thì Thư nói không. Vậy là thôi, mình cũng cứ làm những cái thủ tục nhập cảnh nước Mỹ như là bình thường, như những lần mình đi từ Việt Nam qua bình thường thôi các bạn, không có bị làm khó dễ gì hết. Nhưng mà Thư xin chia sẻ một cái vấn đề là khi mà Thư bay từ nước Việt Nam mà bay quá cảnh qua Hàn Quốc á, thì từ sân bay Việt Nam, Thư bay ở sân bay Cam Ranh đó các bạn, thì rất là nhiều người Trung Quốc luôn ở sân bay. Họ cũng Thư nghe nói là cái ngày Thư đi á, thì nước Việt Nam mình cũng giống như là đưa những cái chuyến bay á, để chở những cái người Trung Quốc mà đang du lịch mà đang bị kẹt lại ở Việt Nam á, để trở về nước. Cho nên là cái ngày Thư đi thì gặp cũng rất là nhiều người Trung Quốc ở sân bay, thì cũng hơi sợ các bạn. Nhưng mà các bạn thì Thư nghĩ là cái dịch nào thì nó cũng giống như nó lây lan, thì mình cũng nên cẩn thận. Thì Thư có cái mask này để Thư chia sẻ với các bạn nha. Thì các bạn chỉ cần cái mask y tế như vậy thôi nè các bạn. Nó nhìn thì nó rất là mỏng, nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn sử dụng mấy cái mask mà giống như bên Việt Nam người ta sử dụng để mà đi che nắng, che bụi khi mà đi xe máy á, thì cái mask đó hoàn toàn không có tác dụng gì cho cái việc mà mình phòng ngừa cái bệnh dịch cúm corona nha các bạn. Mà nhất định phải là một cái mask ba lớp, dài ba lớp, là cái mask khẩu trang y tế như vậy. Thì mình chỉ cần dùng một cái mask thôi, nhưng mà mình bịt á thì mình phải bịt đúng mặt nha. Cái mặt đúng của nó là cái mặt lợt này nè các bạn, thì phải nằm ở bên trong là nó. Hoặc là nếu mà cái mask nào mà nó cùng màu, hai mặt nó cùng màu, các bạn không phân biệt được á, cái mặt xanh đậm này ra bên ngoài nha các bạn, các bạn không có phân biệt được mặt nào bên trong, mặt nào bên ngoài, thì các bạn nhìn cái sợi dây nè, cái cọng dây á, nó làm cái mặt nào á, thì các bạn đeo cái phần mà cái cọng dây vô bên trong nha. Như là cái đây là nó nằm bên trong, cọng dây nằm bên trong, thì mình phải đeo cái phần này vô bên trong như vậy ha.
Đó, chỉ cần như vậy thôi. Rồi bạn nào mà kỹ nữa thì mình đội cái mũ vô cho nó khỏi cái vi trùng nó khỏi xâm nhập vô cái da đầu, với lại đeo cái mắt kiếng và đeo bao tay. Thì mình nghĩ như vậy là cũng rất là kỹ rồi. Thì các bạn hạn chế tiếp xúc với người lạ, rồi hạn chế đụng vô những cái vật dụng gì ở sân bay hoặc là trên máy bay á các bạn. Hoặc khi mà mình đụng á, thì nếu mà mình có một cái chai sanitizer á, cái chai sát trùng ở trên tay á, thì mình cũng có thể là lấy ra mình bôi, mình xoa cỡ chừng 30 giây cho nó diệt hết vi trùng là ok rồi các bạn. Không có quá lo lắng nha các bạn. Tại vì Thư đã mới đáp chuyến bay từ bên Việt Nam qua bên Mỹ này á, thì Thư thấy cũng không có đến nỗi nào mà giống như là như những cái tin tức mà họ đưa trên những cái truyền thông đâu các bạn. Thì nhưng mà mình vẫn cẩn thận thì vẫn hơn ha. Đó, thì từ sân bay Việt Nam mà bay qua bên Hàn Quốc á, thì ai cũng đeo cái mask như vậy hết. Thì thấy 100% là đeo mask hết. Rồi qua tới sân bay Hàn Quốc á, thì để mà đáp chuyến bay qua Mỹ á, thì tôi thấy cũng hình như là 100% là họ đeo mask hết. Nhưng mà từ cái sân bay mà quá cảnh mà từ từ Mỹ á, để về cái sân bay, để về cái tiểu bang nhỏ của Thư á, thì giống như là không còn ai đeo nữa rồi. Tại vì giống như bên Mỹ này họ không có bị nhiều cái ca mà lây truyền từ cúm corona á, cho nên họ cũng không có đề phòng gì hết. Nhưng mà Thư nghĩ là qua tới bên Mỹ thì cũng là an toàn rồi á, cho nên tới lúc mà mình qua tới sân bay Mỹ rồi thì mình cũng có thể là mình bỏ cái mask ra được rồi. À, Thư quên dặn các bạn là cái mask này á, mình cứ sử dụng khoảng chừng mấy tiếng thôi là mình thay mask mới nha các bạn. Chứ không phải một cái mask như vậy mà mình cứ dùng cả ngày, hoặc là mình dùng giống như lâu á, thì nó cũng không có tác dụng gì nữa hết á. Tại vì nếu mà ví dụ mà xui mà cái virus corona nó bay vô cái mask của mình, nếu mà mình cứ đeo hoài thì nó cũng có thể xâm nhập vào bên trong được á các bạn. Thì mình thay thường xuyên thì tốt hơn nha các bạn. Rồi cái vấn đề thứ hai Thư muốn chia sẻ hôm nay á, là cái vấn đề là người ta đồn ở trên Facebook cũng như là trên mấy cái trang YouTube á, họ nói á, là người Việt Nam mình có một vài người bị trục xuất về Việt Nam ngay tại sân bay là tự vì mang những cái thực phẩm ở bên Việt Nam qua các bạn. Thì Thư không biết là ở sân bay nào và cái người đó họ mang thực phẩm gì mà bị trục xuất. Chứ theo như nhà Thư nè, mang chả cá nè, mang đồ seafood mà để đông lạnh nè, rồi củ kiệu muối nè, hành phi, măng khô, rồi mứt dừa, nói chung là đem rất là nhiều đồ thực phẩm bên Việt Nam đem qua mà không có bị khám xét cũng như không có bị làm khó dễ gì hết. Thư thì quá cảnh ở sân bay Atlanta nha các bạn. Thư không biết những sân bay khác thì họ như thế nào, nhưng mà với cái kinh nghiệm của Thư thì Thư nghĩ cái thông tin mà đem thực phẩm từ Việt Nam qua rồi bị trục xuất về Việt Nam thì Thư nghĩ nó cũng hơi mơ hồ ha. Không biết là có chính xác hay không, nhưng mà theo như cái trường hợp của Thư thì không có bị khám xét gì hết mà rất là an toàn để mà mình đem thực phẩm ở bên Việt Nam qua nha. Về Việt Nam mà có muốn đem đồ ăn qua, thèm đồ ăn Việt Nam đem qua thì các bạn cũng cứ yên tâm ha. Tại vì Thư thì mới qua đây có 4 ngày, 5 ngày thôi, thì những cái thông tin Thư chia sẻ thì rất là chính xác đó các bạn cứ yên tâm ha. Trước khi Thư từ Việt Nam qua thì cũng cứ nghe thông tin như vậy, rồi người này người kia cứ nói là mình không có nên đem đi á. Tại vì nếu mà tới đó rồi thì họ làm khó dễ rồi bị đuổi về Việt Nam thì rất là xui á các bạn. Nhưng mà thật ra những cái thông tin nó đều là những tin vịt hết. Thì nếu mà các bạn tin Thư thì các bạn cứ đem, còn nếu các bạn sợ thì cái đó là tùy các bạn ha. Nhưng mà theo như Thư thấy thì tin tức nào mà đưa ra thì cũng nên đưa một cách chính xác, chứ đừng có làm cho bàn dân thiên hạ là hoang mang lo lắng ha. Tại vì Thư cũng lên mạng Thư đọc á, thì nước Mỹ cục hải quan thì họ cũng có cấm một vài cái loại thực phẩm không có được đem qua các bạn. Nhưng mà cái đó chỉ là
những cái thực phẩm mà từ xưa giờ họ cấm rồi, chứ không phải là mới cái thời gian này của Tổng thống Donald Trump họ khó cho những cái người nhập cư đâu các bạn. Mà thật ra là từ xưa đến giờ nước Mỹ họ đã đưa ra những cái loại thực phẩm, họ đã lên cái danh sách những cái thực phẩm đó là không bao giờ được đem qua nước Mỹ, như là tổ yến nè, vật nuôi như là chó mèo hay là gà gì đó mà còn sống là cũng không được đem qua Mỹ. Rồi như những cái hạt giống, những cái cây giống, cây cảnh, cây này kia, cây hoa rồi đó cũng không có được đem. Thì cái đó là từ xưa giờ các bạn. Rồi lại thịt nữa, thịt động vật đó, tất cả các loại thịt giống như là những cái bò khô hay gì cũng không có được đem là từ xưa giờ rồi các bạn. Cho nên các bạn cũng cẩn thận mấy cái đó ha. Nếu mà bị bắt mà mình có mà những cái đó mà họ hỏi, giống như lúc nào họ cũng cho mình cơ hội hết, họ hỏi đi hỏi lại mấy lần đó, thì nếu mà họ cứ hỏi đi hỏi lại mà họ có chó nghiệp vụ tới mà để mà đánh hơi rồi đó, thì các bạn nên khai thật nha. Nếu mà các bạn có lỡ mà đem những cái thứ mà họ cấm đó, thì cứ khai thật là có rồi thôi. Họ làm văn bản nhiều khi họ phạt các bạn hoặc là họ bỏ những cái đồ đó đi vô thùng rác thôi, chứ họ không có kiểu giống như bắt mình rồi trục xuất về Việt Nam. Nghe nói thấy sợ quá các bạn ha. Thì hôm bữa thì Thư về từ Việt Nam qua Mỹ á, thì cũng có rất là nhiều lo lắng trăn trở về hai cái vấn đề lớn hiện tại hiện bây giờ mà mọi người quan tâm các bạn. Cho nên là hôm nay Thư cũng nói là thôi, Thư nghĩ là chắc cũng còn rất là nhiều anh chị em mà còn đang kẹt lại ở bên Việt Nam mà cũng sắp sửa đi qua Mỹ hoặc là đi qua nước ngoài nào đó, thì cũng rất là hoang mang lo lắng không biết là như thế nào. Thì Thư nói là thôi để Thư lên Thư chia sẻ với các bạn một vài cái kinh nghiệm cũng như là một vài cái trải nghiệm mà Thư mới vừa trải qua về hai cái vấn đề này này các bạn. Thì Thư hy vọng là các bạn giống như có thêm một vài thông tin từ Thư, thì thích cái video này của Thư nha. Thư xin phép được dừng cái video của Thư ngày hôm nay ở đây. Thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Thư ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới ha. Chúc các bạn có một chuyến bay qua Mỹ giống như suôn sẻ, không có gặp một cái vấn đề gì trục trặc, hoặc là về vấn đề sức khỏe thì cũng cẩn thận một chút ha các bạn ha. Chào các bạn nha.